Thưa quý vị, với kỳ tích lọt vào chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam thực sự đã tạo nên một cơn sốt. Vậy đối thủ của chúng ta ở vòng chung kết có thực sự mạnh hay không? Cùng xem người hâm mộ nói gì về đối thủ này nhé. Ở UZB thì nó nằm ở phía gần giáp với Nga, cái khu vực của châu Á mình. Mình có không có nghiên cứu qua về đất nước đó. Đất nước đó có lịch sử hơn 2.000 năm và nằm trên con đường tơ lụa. Mình thì cũng không rõ về đất nước này cho lắm. Một đất nước thuộc Tây Á mình không biết. Không biết một cái gì về Uzbekistan cả. Theo mình thì nó rất là mạnh. Mình đánh giá là Uzbekistan là đội bóng mạnh. Mình cho rằng đội bóng rất mạnh. Đối với riêng mình thì cũng chưa chắc. Thực sự là họ rất là mạnh. Không, cầu thủ Uzbekistan thì mình không biết. Không. Mình không luôn. Mình ấn tượng với lại cầu thủ số 6 xuất xa một quả vào lưới Hàn thôi, còn thực sự là tên thì mình không nhớ được. Nên mình cũng không để ý lắm về tên cầu thủ. Dạ, mình cũng có thế thôi. Mình có xem trận đá với Hàn Quốc, nhưng mà mình xem một đoạn thôi. Hiện tại là mình chưa xem trận đấu nào của Uzbekistan. Chưa. Mình mới theo dõi một trận đá với Hàn Quốc. Theo dõi một trận của Hàn Quốc. Chưa, thật ra mình chưa xem. Mình chỉ xem Việt Nam thôi. Hai đều. Hòa hai đều. Mong là 0-0 và Việt Nam mình thắng ở chấm luân lưu. 2-1 nghiêng về phía Việt Nam. Vẫn nghĩ là Uzbekistan sẽ thắng 4-2. Được. Nhất chết cuồng nhiệt Việt Nam nên cái cầu vũ cho là 3-1. Đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, U23 Việt Nam thực sự đang tạo nên một cơn địa chấn ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực. Liệu rằng chúng ta có đánh bại được U23 Uzbekistan hay không? Mọi người hãy cùng theo dõi và ủng hộ U23 Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn. We'll be right back.